Ok, xin chào các bác. Thì đây là con LG G8 của em nhé. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác tháo được nó ra bằng những cái vật dụng bình thường hàng ngày ấy. Thì các bác cần chuẩn bị cho em cái máy sấy tóc này. Đấy, các bác có thể mà cái máy sấy tóc. Thì cái này thì em nghĩ nhà em có thôi. Và một cái miếng nhựa của sim ấy. Thì cái miếng này ấy, các bác mài cái góc nó đi thật là sắc vào, thật là mỏng, mà mài một tí góc này đi nhá, để cho nó sọc, để mình sau này mình đưa vào mình cạy này. Rồi và sau khi mình tháo ra mình phải lắp lại thì mình cần cái keo B7000 này, hoặc là các bác có thể dùng cái loại keo nào khác cũng được, B8000 cũng được, mà nếu các bác không có nữa ấy, thì các bác có thể dùng keo PVC cũng được. Thì cái keo này đặt trên Lazada rất là rẻ thôi. Rồi thì trước tiên ấy, các bác phải dùng cái khò, cái máy sấy tóc ấy, thì các bác khò nóng cái phần viền này, này xung quanh này này. Đấy, khò nóng đều nhé. Và sau đó các bác sẽ dùng cái này, các bác cạy nó ra. Rồi, thì trước tiên các bác cũng phải tắt nguồn và tháo cái cây sim ra trước đó nhé. Rồi, ok, em sẽ bắt đầu làm. Rồi, thì sau khi khò nóng rồi các bạn, thì các bác dùng cái này, các bác tách vào cái phần chỗ nào mà hở nhất ấy. Đây, em tách này. Đấy, các bác có thể thấy này. Em tách này. Đó, các bác nhớ là tách gần gần thôi nhé, đừng có tách sâu quá. Tại vì tách sâu quá có thể nó chạm vào những cái phần dây cáp hoặc là linh kiện bên trong đấy. Các bác tách một khoảng ngắn ngắn như này thôi. Nhét vào một khoảng ngắn ngắn thôi. Các bác nhớ là cái đoạn này các bác tách nhanh nhanh một tí, tại vì cái keo của nó có thể là bị khô lại đó. Và cứ tách cái mạnh dạn mà tách, không sợ đâu đó. Cái đoạn này thì nó cần cái sự tỉ mỉ chính xác một tí nhé. Các bác sẽ tách được cái phần keo nó ra thôi, dễ dàng thôi. Cái này các bác hoàn toàn có thể ở nhà các bác tự thay được cái nắp lưng này luôn đấy. Chỗ này nó hơi cứng, dính cái pin thì phải. Đó. Tuy nhiên các bác cứ từ từ các bác tách ra hết đấy mà. Cái chỗ cụm camera này các bác nhớ tay gần gần thôi. Đây. Các bác nhớ tách hết cái keo ra nhé, chứ đừng có lật lên, chưa hết keo mà lật luôn thì có thể nó gây vỡ cái nắp lưng này đấy. Này không biết keo cái gì đây, keo thôi. Rồi, em sẽ lật cái phần là cái phần đuôi ra lên trước nhé, phần đít đấy. Nhưng vẫn chưa hết keo các bạn. Hôm nào dán cái này khá là kín. Đó, các bạn có thể thấy này. Sau khi mà cái phần keo nó khá là dày, nó khá là ăn vào phía trong này này. Đấy, các bạn có thể thấy. Các bác nhớ nhá, không không bẻ mạnh quá nhá. Các bác tiếp tục, nếu mà nó chưa ra các bác tiếp tục dùng cái này. Các bác tách keo thôi chứ bẻ ra là nó có thể bị gãy đấy. Đó. Các bác cứ tách dần dần thôi. Thì con G8 này nó có mỗi phần tiếp xúc của vân tay với cái main thôi, mà em nghĩ nó là cái dạng dạng tiếp xúc bằng 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 chấu sạc, chấu như kiểu chấu tiếp xúc thôi, nó không quan trọng đâu. Đấy, các bác có thể thấy này, em tách xong rồi đấy. Đấy. Đó. Đấy, các bác có thể thấy là nó hoàn toàn là không dính một cái gì đâu. Đấy, cho các bác hoàn toàn cứ mạnh dạn mà tách.
cái chỗ đoạn của cái vân tay này này, các bác thấy nó chỉ tiếp xúc bằng cái chấu này thôi, cái chấu này này, ở trên các bác cũng không sợ nó bị đứt cái cáp chỗ này đâu. Đấy, các bác cứ mạnh dạn tách ra thôi. Rồi thì con này nó có cái NFC này, bây giờ em sẽ tiếp tục tháo ra tiếp nhé. Keo nào thừa thì các bác cứ lột đi thôi, tí mình dán lại bằng keo kia cũng được, hoặc không cần dán cũng được. Đó. Rồi ok. Tiếp tục em sẽ dùng cái tua vít để mà tháo ra thôi. Này. Tiếp tục dùng tua vít tháo ra thôi. Các bác sẽ tháo hết những cái ốc nào các bác có thể nhìn thấy. Rồi, em đã tháo hết tất cả những con ốc rồi. Bây giờ mình sẽ lật cái nào có thể lật lên được. Đây, cái miếng này có thể lật lên được này. À, như đây còn con ốc rồi. À, đúng rồi, các bạn, đây còn con ốc nữa. Ông nào dán cái tem ở đây. Ok đi. Đó. Rồi, ok. Có đoạn nào dán nữa không? Còn tí keo các bạn. Để em xem còn con ốc nào không. Không thấy con ốc nào mà khó tháo ra nhỉ. Các bác trước các bác dán keo nó kéo cả xuống cái phần dưới này thì khó rồi. Đó. Tại do các bác ấy gắn cái keo nó chồm cả xuống đây nên nó khó tháo tí thôi, nhưng mà các bác yên tâm, các bác cứ đặt ra thôi. Rồi ok, được, đây là cái sạc không dây này. Đó, con G8 là có nhá. Đó thì đây là cái viên pin của nó, đây các bác có thể thấy này. Đây, cái mã của nó như này. Đó, nó cái là BLT41 và con này chỉ có pin là 3.500 thôi. Rồi. Thì trước tiên các bác muốn làm cái gì ấy, các bác cũng nên cách ly cái pin ra nhé, chứ đừng để cái pin nó còn ở đây thì các bác sẽ làm cái kia cái khác nó sẽ bị có thể lỗi này lỗi nọ đấy. Các bác tách cái phần dây pin ra trước, em dùng móng tay em cậy ra thôi. Đó, đây là phần pin này, cậy ra. Đó thì tiếp tục em sẽ cậy cái phần dưới này ra xem thế nào. Đó. Đó, đây là phần loa dưới này, loa dưới này, đó, loa dưới, có một loa dưới thôi các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ tách được cái gì, cái phần pin cứ để tạm đấy nha các bác nhé, chứ đừng phải tháo nó vội. Trước tiên thì sẽ tách mấy cái cáp, đây là cái cáp của cái mấy cái camera hoặc là cái phần VD ở ở đằng trước ấy. Đấy, các bác tách ra thôi. Đó. Ở đây nó có hai cái dắt anten này, các bác cũng tách ra thôi. Đó. Cái đen ở phía dưới, cái trắng ở phía trên nhá. Cái này thì sẽ là các bác có cái nhíp ấy, thì các bác tách nó dễ hơn. Nhưng mà các bác chỉ cần móng tay cũng được các bạn, không quan trọng đâu. Đó, các bác có thể tách được hai cái dây này ra. Rồi, em xem còn cái gì nữa không. Ở đây có cái cáp, đây cái cáp màn hình ở đây này. Cũng tách nó ra thôi. À, em có dùng móng tay thôi, không cần phải gì ghê gớm quá. Rồi. Bây giờ đây là cục rung của nó này. Bây giờ là hết rồi, không biết còn tách được không. Thì như dưới này còn một cái cáp nữa này, cho nên các bác cẩn thận. Em cũng chưa tách cái này bao giờ nên là phải rất là cẩn thận thôi. Khá là khó khăn các bạn. Không biết còn cái ốc nào nữa không đây. Thấy còn dính khá chặt. Không biết cái cáp của camera này nó kiểu gì đây. Nó có đi liền với main không thì không rõ nữa. Nhưng thôi, trước tiên là cứ phải tách được cái main chính này ra đã. Em đang tìm xem là có cái con ốc nào còn dư ở đây không, còn chưa tháo ra không. Tại vì thấy nó khá cứng. Rồi ok, cứ
Đấy. Cứ mạnh dạn tách ra các bạn, bẩy từ chỗ này lên này, bẩy từ chỗ này lên ra luôn. Đó. Đó thì các bác có thể thấy là cái main đây. Cái main chính của nó đây. Các bác có thể thấy này, cụm cam này. Đó. Cái này thì hình như đã có người sửa rồi các bạn. Thôi, cái đấy không quan trọng đâu. Đây là cái cụm cáp của cam này. Đó, cái này cũng không cần tháo ra đâu. Khi nào các bác, đây là cái cụm tản nhiệt này. Đó. Sim này. Rồi, dưới này có một cái cáp này, mình bật phát nó tung ra luôn này, cái chỗ này này. Đó. Rồi, ok, bỏ tạm cái main chính ra đã. Thì đây là tiếp theo là những cái phần thanh tản nhiệt này, cáp màn hình này. Dưới này có một cái cáp nhỏ nhỏ gì nữa của cái gì không rõ nữa, hình như là của cái cảm giác như cái này của cái loa thoại này, như đây là cái phần loa thoại các bác, tại vì cái con G8 này nó không có cái loa thoại ở phía trên này, dẫn đến họ có thể là đưa cái phần loa thoại nó phần xăng xuống dưới này và nó gần như áp thẳng vào cái màn hình ấy, cho đến các bác khi mà nghe điện thoại bằng cái con G8 này, các bác phải đưa cái tai các bác về phía gần phía giữa này, các bác nghe mới rõ, thì nó là cái này này, em nghĩ nó là cái này, nó không biết là em không rõ nó là cái dạng loa gì, nhưng mà nó cũng là cái dạng để mà phát âm thanh thôi, thì đây em nghĩ nó là cái loa đấy. Rồi. Rồi, đến phần này thì em nghĩ cũng chẳng cần phải tháo thêm làm gì nữa đâu. Đó. Thì đây là dưới đây là cái cụm mà cái jack 3.5, thì đây nó có con ốc nữa, thì các bác tháo này ra các bác lật ra thôi. Có thể các bác muốn thay cái này thì các bác cũng rất là dễ, các bác có thể mua cái trên Shopee cái hoặc là trên đâu đấy. Các bác mua được cái linh kiện này, các bác tháo ra lật cái cáp này ra thay được thôi. Nó cũng dễ thôi. Đây là cái nguyên. Còn dưới này ấy, là nguyên một cái bộ mà chân cắp sạc ấy, thì nếu như các bác nào mà bị lỗi mà ẩm chân sạc các thứ thì các bác có thể là mua nguyên cái cụm dưới này, từ đây đến đây các bác về các bác thay cũng được hết. Đấy, còn pin thì các bác cũng thay được rồi, cái này thì quá đơn giản rồi. Đấy, các bác không 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 các bác cứ pin hỏng rồi các bác cứ kiếm gì bác cậy lên thôi là các bác thay được thôi. Đó. Thì hiện tại là em cũng không muốn tháo thêm nữa, tại vì cái con máy này nó còn ngon mà nó cũng chưa hỏng cái gì cả, cho nên là nếu mà tháo pin ra thì pin nó có thể nó bị méo làm sao đấy, cũng không không nên tháo, thì tháo ra cho các bác biết là cái cấu tạo bên trong nó như nào thôi. Còn đây cục rung này, thì sau khi các bác tháo ra rồi ấy, các bác lắp lại thì các bác nhớ là vệ sinh tất cả những cái keo thừa này này, cái keo họ đã gắn mà mình khò ra nó còn thừa này này, đấy. Keo thừa này các bác vệ sinh sạch đi, xong rồi các bác mới lắp trở lại nhé. Cái việc lắp trở lại thì cũng rất dễ thôi, và cái phần lắp lưng này cũng thế thôi, các bác cũng phải đánh hết cái keo thừa này đi nhé, rồi các bác lắp lại. Và nhớ các trước khi lắp lại các bác vệ sinh qua cái phần chấu tiếp xúc này này, tại vì giờ V50 và G8 thì ít hơn, nhưng mà V50 rất nhiều người mà bị cái hiện tượng mà cái vân tay nó bị chập chờn ấy, thì các bác có thể thấy là cái phần tiếp xúc ở đây này nó có thể bị bẩn, hoặc nó bị cái pin này nó bị phồng lên chẳng hạn, nó đẩy cái phần tiếp xúc này nó tách ra, dẫn đến là nó không không tiếp xúc được thôi. Thì hoặc là nếu các bác có hỏng thì các bác cũng có thể là mua mỗi cái cụm vân tay này, các bác về các bác thay chỗ lạnh được đấy, không vấn đề gì, rất là dễ thôi. Và các bác nhớ là cái phần kính này, kính cam này, các bác đừng để bụi nó lọt vào nhé. Nếu mà lọt thì các bác cần cái xịt bụi, các bác xịt đi thôi. Đấy. Còn trước khi gắn vào các bác phải vệ sinh keo các thứ đi cho nó sạch sẽ rồi gắn vào nhé. Thì cái bước gắn vào thì nó rất là đơn giản thôi, em cũng không cần phải hướng dẫn, tại vì các bác chỉ lắp lại y chang như lúc nãy thôi. Và sau cùng là các bác dùng cái keo 7000 này, các bác chét vào cái phần phần này cũng được hoặc phần này cũng được. Các bác chét chét cần một bên thôi, các bác chét kín xung quanh, em nghĩ chét vào cái phần lắp này thì hợp lý này, chét kín xung quanh thì bác ráp nó lại, hít nó lại thôi. Đó, ok, rất là dễ thôi. Đó, ok, chào các bác.